Ở đây á, chân thành cảm ơn chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền rất là nhiều ha. Bây giờ đi qua đây tạm bợ cũ kỹ, hoang tàn và thậm chí là cực kỳ ô nhiễm là những gì xóm Việt Kiều Campuchia quay trở về đây sinh sống. Sau thời gian lên đên đánh bắt ở nơi xứ người, hải sản không còn nữa, thì các cô chú xuôi dòng sông Mekong trở về đây. Hơn 10 năm qua thì các cô chú phải chịu đựng những cái cảnh như thế này. Một mùi hôi thối nồng nặc lại được bốc lên, những đứa trẻ lại không được đi học và chịu đựng về cuộc sống cùng với ba mẹ của mình. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng cũng như là Út Đồng Tháp đang có mặt tại quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là nơi sinh sống của 8 hộ Việt Kiều Campuchia sau ngần ấy năm. Trước đây Bùi Hồ có chia sẻ về sống Việt Kiều Campuchia khi lần đầu tiên làm vlog như thế này. Hôm nay quay trở lại với lại một cái làng sống thất nghiệp thì những cô chú anh chị sống Việt Kiều này lại càng khó khăn hơn. Khó khăn, chồng chất khó khăn, không việc làm, thất nghiệp và chịu đựng môi trường sống bẩn thỉu là những vị cô chú anh chị ở đây chịu đựng. Được sự giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân, Út Thiền Minh và cô Dự Tiền, Bùi Hồ quay trở lại đây thăm hỏi lại các hoàn cảnh và gửi những cái phần quà thiết yếu cho tất cả các cô chú ở đây để mà sinh sống giữa cái làn sóng thất nghiệp như thế này. Mời cô bác quý anh chị cùng xuống đây ha. Chúng ta nhận thấy đây là những cái cầu ván này được bắt rất là tạm bợ. Môi trường nước á, cực kỳ ô nhiễm. Mỗi khi mà nước lên nước xuống á, thì những cái rác bẩn, rác thải dưới kia kìa, thấy cực kỳ dơ luôn. Và mùi hôi thối vẫn đang nồng nặc, đang nồng nặc vào cái mũi của mình rất là lâu năm. Anh Một Đồng với lại Út Đồng Đá có nghe rõ không? Có nghe rõ mùi hôi không? Thấy mùi đang bốc lên nồng nực luôn nè. Bởi vì những cái chỗ này nó rất là dơ bẩn á. Đây là cái bẩn đã dép. Cái bậc để dép là từ những cái tấm mốt được gom lại và từ những cái tấm có thể nổi được và người ta bắt một cái cầu ván đi rồi để qua bên nhà bên kia. Đây nè, anh Một Đồng có thể chia sẻ cho cô bác anh chị thấy mỗi khi mà thủy triều lên xuống á, nước lên xuống á, thì gác này nó lại càng dồn lên ở đằng kia đó. Một ngôi nhà tạm bợ lại được dựng lên giữa lòng Sài Gòn như thế này ngay tại quận 8. Mình cảm thấy thật là xót xa và ngày hôm nay thì cũng đến đây để chia sẻ những cái tình cảm yêu thương, những cái đoạn video clip này cho tất cả các cô bác và anh chị được biết luôn ha. Anh Một Đồng có nghĩ đây là ở gần ở Sài Gòn không? Ở anh có nghĩ rằng nếu như mà không nói thì cô bác và anh chị sẽ không biết đây là Sài Gòn đúng không? Đúng rồi. Đây cái cuộc sống này cũng ngoài sức tưởng tượng. À, là những cái nhà bè, là những cái tấm mốt rất là tạm bợ luôn ha. Đây. Tấm mốt được tạo thành những chiếc thao để cho nổi cái chiếc bè đó để và di chuyển bằng những cái phao nổi kìa. Đằng xa kia kìa. Đúng rồi. Một đứa trẻ lại được chơi vơi giữa một cái chòi dựng bởi những cái cây tràm và lạc lõng ở giữa cái chòi kia là một cái võng thôi, không có gì cả. Nơi đó nó cao hơn một tí xíu, có thể lấy được gió từ dưới sông, nhưng mà gió nồng nặc từ ở cái con sông ô nhiễm này cảm giác rất là khó chịu. Thôi bây giờ mình vô đây đi ha. Ngày hôm nay thì đến đây ngoài các cô chú Việt Kiều thì có Bùi Hồ và các anh em được biết được bạn Hương là một người mà bị cái làn sóng thất nghiệp và thất nghiệp phải lũ xuống đây sống tạm bợ như thế này. À, bây giờ mời vô đây hai cô bác anh chị. Bước vô từng người thôi. Bước vô từng người thôi. Dạ. Rồi. Chào cô chú. Dạ chào cô. Chú. Dạ. Chào mấy cô. Dạ. Đó, ngồi xuống dưới này đi ha. Chào Hương nha. Ô các bé ăn bánh mì chấm sữa hả? Lâu quá mới gặp chú hồi. Múc cho ngoại mới ăn đậu mới nước đi lắm. Anh chào em Hương nha. Chào em nha. Cái này con của em hay sao Hương? Dạ bé này con em. À. Hương là quê ở đâu? Nhà má An Giang. Em ở An Giang hả? Mới xuống đây sống chung với mấy cô. À, bây giờ thì trước khi tâm sự với Hương á thì anh em mình sẽ quay lại hai cô với bà ở đây ha. Chắc bà nhớ với lại cô nhớ nhớ con hả? Nhớ. Nhìn quay. Nhớ con tên gì? Tên Hồ. Tên Hồ. Hồ bữa nãy chú nói mà tôi nói nhớ chú này quen nè. Dạ không biết sức khỏe của mình của cô như thế nào rồi.
nó nói chứ sống ở đây rồi nào giờ chú cũng có xuống một hai lần rồi chú thấy rồi giờ cũng còn yên thân vậy hay chú ơi. Đúng rồi. Cái này giờ có mặn được cái gì bệnh hoạn không hả chú ơi? Sức khỏe không sức khỏe gì cũng cố gắng làm hoài vậy chú có biết tới đâu hay đó. Bệnh giờ nào hay giờ đó vậy thôi chứ bệnh cũng dẹp qua một bên cũng đi làm. Dạ chứ không làm thì có gì đâu sinh sống. Hiện nay cô làm cái công việc gì? Giữ thằng bé mổ con cổ đó. Ổng thì đi làm hồ chú. Làm hồ già rồi cũng như người ta cũng ít có mướn mà từng lễ mằng được 2-3 ngày chú ơi. Chú Phong cũng mới xuống thăm đâu mấy bữa rồi. Dạ. Chú hộ giờ hình như mập phải không có lăn rồi chứ ba. Mổ lăn mặt hơi thoảng mà đen rồi. Dạ. Giờ nhìn lạ lạ luôn á. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi con quên mất. Năm mấy rồi chú? 50 mấy hả? Dạ. 50 mấy con? 52 rồi. Ờ mấy cô 52 tuổi thôi. Dạ. Nhưng mà thấy cô dạ. có vẻ như là cứng hơn so với cái tuổi của mình đúng không anh Một Đồng? Dạ. Còn cô là bao nhiêu rồi? 60 rồi chú ơi. Cô 60. Dạ. Hiện nay cơ thể của cô là sao, khỏe không? Dạ cũng còn đi hái rau rồi bán vậy chú ơi. Rồi hái rau muống ở dưới sông. Dạ. Rồi ổng bệnh hồi mãi tới giờ ổng bệnh. Rồi ổng cũng mới nằm bệnh viện đâu cũng 90 ngày nay rồi kìa. Dạ. Dạ cũng bệnh hoài chú ơi, hồi lúc trước tới giờ. Trời dạ. ơi, đâu qua đất con. Rồi cũng khỏe thì cũng đi hái rau rồi với giấc ngủ rồi mà bán rồi chú ơi, còn không khỏe thì mấy ngày nay rồi nuôi ổng ở chồng rồi ở dưới cũng bệnh rồi tôi cũng không có đi làm được mình nên. Gió quá chú, rồi mưa nữa đâu có đi được. Một ngày cô vớt được bao nhiêu tiền? Đi cắt ba cái đi lượm ba cái mà mũ thì cũng ít. Có mấy ngàn ký hả chú ơi, chứ hái ba rau muống bắt có 5 ngàn ký. Mà cái này ba cái thằng cẩu rồi gì đó, nó múc hết trơn rồi chú ơi. Ít có. Hai rau rồi. Lâu lâu nó mới ra. Mắt của cô bị sao á? Mắt không có thấy đường chú, mờ dữ lắm mờ. Mắt cái bác sĩ tư mổ chú ơi. Tư mổ cũng đâu có tiền mổ đâu đúng không? Nó ăn ba mắt nó bị tờ mây nó che. Ta kêu giờ phải lột trước rồi coi có còn gì người ta mổ mà chú không dám. Để lại mà. Nói chung ra ở đây mà nếu mà lỡ mà có mắt có chết thì xuống sông chết luôn. Bởi đâu đi đâu. Chứ chú thấy ông sống dưới nước linh linh. Bờ cũng không có mà gì cũng có. Mỗi lần có mấy chú xuống thì đi đường bên đây rồi thì còn dễ, đi đường bên đây rồi cũng khó đi không được. Từ khi rồi. Mỗi ngày bây giờ thì mình sinh hoạt là bao nhiêu tiền hả cô? Mỗi ngày cũng được 40-50, 50-60 cũng có chú ơi. Rồi có rau muống rồi mà nhiều á thì cũng hái cũng cực lắm chú ơi, được 80-90% cũng có nữa mà khi không có rau rồi có 20-30 ngàn cũng có. Cô phải lội bao nhiêu, bơi bao nhiêu xa và bao nhiêu tiếng mình mới được 100 ngàn? Đi đông tuốt ở bên gì bên bển xa dữ lắm chú, tôi không biết kêu cái chỗ gì luôn. Kinh nhỏ nhỏ bên cầu gì kêu cái gì bển đó chú ơi, chứ không phải đây đâu. Đây mới có vô trong đồng à, chứ cứ cắt rau muống và lại là vớt ve chai là ngày nào cũng đủ sinh sống ngày đó hết à. Bệnh hoạn thì đâu có tiền đâu mà mà đi khám. Ở đây nếu bệnh nhà bệnh chờ Phật độ thôi cho sống vậy đó, chứ bệnh nặng là chết hết mùa dịch rồi không còn tới giờ đâu. Thì chú trên bờ người ta mắc bao nhiêu người mà nói người ta tốt tướng không luôn, tự nhiên cái khó thở chết. Còn ở dưới này chỉ là bệnh nền của mình chứ không có bệnh ba bệnh Covid cô gì chứ. Có nhiều cô bác của anh chị nói là tại sao cô chú này không lên trọ sống. Lên trọ sống thì không có làm cái công việc gì được hết á. Cũng bệnh không mình trả tiền nổi. Trả tiền điện nước đâu trả tiền nổi đâu. Có chú mướn mượn phòng á. Cái phòng ở trên kia để mà đem điện với lại nước xuống này xài thôi, vẫn trả tiền điện nước và trả tiền phòng trên kia. Nếu như không có mướn phòng ở trên kia thì không có điện nước để mà truyền xuống được. Đó là cái điều phải bắt buộc trong cái cuộc sống của mình rồi. Rồi hiện nay là còn sớm mình có 8 hộ thì có bao nhiêu người? Đông lắm chú ơi. 8 hộ mà có hai chồng thằng nhỏ kia nó cũng khổ quá chú ơi, nó cũng mới sinh đứa con mới mấy tháng cũng có tiền mua sữa mua gì uống hết trơn khổ. Đi bằng mướn mình thuê người ta người như cô bác nào xuống mà biết ở đây 8 hộ thì cho 8 hộ, còn có xin tiền mua sữa cho nhỏ nó bú nó cũng mới có mấy tháng à. Còn nhỏ xíu xíu mà không có đi bằng gì được chân. Cũng bấp bênh lắm chú Hồ ơi, ở đây cũng khổ mẹ, phải có cái sở gì làm được hết trơn, khó làm quá bây giờ. Trời mưa giờ sợ chứ. Bây giờ chú đi vô chợ rau đi, chú có người quen chú mới vô làm được. Cũng như chú làm ở trong quen rồi chú bảo lãnh cho tôi vô làm thì người ta cho vô làm. Còn như chú đi hỏi không có ai nhận hết trơn. Sao bà, cô nói sao?
Dạ. Trời dông mưa ướt hết trơn rồi chú ơi, trời mưa rồi mà rồi vậy nước ướt hết trơn, không có mấy cái này đổ dột cũng ướt hết trơn, không có đâu mà có gì mà che được hết trơn đó chú ơi. Dạ. Đi khi mà đi lên Campuchia đánh bắt thì về lại Chi Tôn tá túc ở đó thời gian, sau đó là dòng chiếc ghe lên này ở luôn để mong muốn là kiếm việc làm. Đi tùm lum hết trơn ở một thời gian thích mình. Rồi chỗ nào có lúa thì mình thả cho dòng đi móc lúa hoài vậy chú. Cô có quốc tịch hết chưa? Dạ có. Có căn cước được hết đúng không? Có đầy đủ hết rồi. Dạ. Trước đây thì xóm này được gọi là xóm Việt Kiều không quốc tịch hay là xóm Việt Kiều Campuchia. Hiện nay thì được nhà nước chính quyền hỗ trợ, đó có đầy đủ giấy tờ hết rồi. Dạ. Nhưng mà vẫn còn đó cái sự khó khăn. Khó khăn gì quen với cái cuộc sống sông nước đánh bắt ở biển hồ Campuchia rồi. Dạ. Rồi bây giờ xuôi theo con sông thì sống ở trên ghe nó cứ đắp đổi qua ngày như vậy á. Cô ngày xưa là cô còn trẻ là đi lên đó đánh bắt luôn hay là ba mẹ đi trước rồi tới mới tới cô? Dạ mẹ luôn, ở chỗ luôn đánh bắt cá. Rồi sau đó là cô được sanh ra Campuchia luôn hả? Cô sanh ra Campuchia? Dạ, cha mẹ đâu cũng sanh chánh luôn. À, đánh bắt ở biển hồ là đến bao nhiêu năm thì cô xuôi về đây? Cũng lâu lắm rồi chú ơi, xuống đây là lúc đâu mình cũng mấy 20 tuổi, mười mấy tuổi vậy đó chú ơi. Rồi về rồi cũng thả chỗ này, đậu chỗ này chút khi ăn đi làm đâu chứ. Ừ. Chỗ nào làm được thì mình mang mình lúa rồi này, cắt lúa rồi. Không thôi người ta mướn mình nhổ cỏ hay làm gì cũng làm hết trơn. Rồi sau này thời gian mới về Chi Tôn ở đó. Rồi người ta cho mình ở đó rồi ta mới cho mình làm giấy tờ đó đó chứ mình mới được ở đó vậy, rồi có giấy tờ người ta mới về đây. Lên này ở lâu lắm, mười mấy năm nay, 20 năm gì trên này mình thấy mình cũng khổ rồi này kia nọ, người ta mới cho mình đậu chứ phải mình mà phá tán đồ hay này kia nọ được, người ta cũng không có cho mình ở đâu. Cô sống dưới ghe này mười mấy 20 năm luôn hả? Dạ. Cô là phải gắn bó với ghe là từ nhỏ đến lớn luôn. 60 năm bao nhiêu tuổi là bao nhiêu chơi sống dưới ghe không? À, thông tin với cô bác quý anh chị, các cô chú là sống ở trên ghe quen rồi. Dạ. Lý do là cái tập quán sinh sống trên ghe để mà đánh bắt ở Campuchia rồi xuôi về đây luôn. Hà nữ lên bờ thì nó cũng hơi bị bỡ ngỡ. Dạ. Và đặc biệt các đôi chân của cô chú á yếu lắm. Của cô đôi chân của cô sống ở trên nước. Đi ở trên bờ yếu lắm. Bưng một cái gạo đưa bưng không nổi chú. Chạy xe được không cô? Dạ không biết. Không biết chạy xe luôn đúng không? Tôi nói để thấy chạy có chiếc xe đạp rồi mình chạy chỗ này chỗ kia hay đi ra ngoài đầu chợ cải gạo rồi cũng có nhiều á chú, nhiều khi người ta bán ấy, ta bỏ rồi này cái nọ mình lượm mình ăn không được, đồ mình tốt không à. Mà đi không được. Lượm cải không được. Cái giò đồ không có chạy xe được, ở đây đi ra ngoài xa quá đi không nổi chú ơi. Con muốn hỏi cô là cô có bao nhiêu người con? Dạ cũng 2 người con mà nó đi làm xa á chú. Ừ. Mà nó đông tuốt gì đâu, trên Bình Dương gì đâu chứ anh chú. Dạ. Mà nó cũng khổ, con cái nó cũng đông lắm chú ơi. Dạ. Rồi có con nhỏ rồi có mình anh chồng nó làm. Ừ. Rồi mà người cũng đủ sống với đủ trả tiền trọ rồi cũng không có dư nữa chú. Dạ. Ở trong cái xóm Việt Kiều mình còn một bà cụ lớn tuổi nữa đúng không? Đó. Gần 90 rồi đó. Còn một bà cụ gần 90. Dạ. Nữa tí xíu mình qua bên đó. Đó bà bánh. Dạ. Giờ bà đi hết được rồi chú ơi. Dạ. Mỗi lần lúc mà con đi thăm thì bà dạ, không có thấy đường nhưng mà bà vẫn còn đi tới đi lui được. Giờ hết đi được luôn rồi chú. Bây giờ bà bị té rồi cái bà hết đi luôn. Ừ. Ở đây là mưa gió là tạt hết à. Trơn không có chỗ ngủ. Ghe nào ghe nấy ngồi, chừng nào tạt mưa mới có ngủ được. Có khi nào á mình ở dưới này á nạn đất nghiệp nè. Rồi thậm chí là bây giờ tìm việc làm khó khăn lắm, có khi nào mình không có cơm mình ăn không? Cơm gạo thì có mà đồ ăn thì không có. Tôi không thấy có gì đâu. Có năm rồi mua 5 kg gạo mà 70.000 có một nhúm, mà nhờ có chú Phong xuống quay thì mới có cô bác ta đem gạo xuống cho không gài thôi chứ. Không có thấy cái gạo thấp thì ăn nó đói chết luôn chứ. Ngồi gầu rồi nói không có gạo với chú biết sao không, ngày rằm á người ta phát phiếu quá đó. Tháng 7 này cũng có dạ, gạo mà, nhiều. Mà mình không có. Chú biết sao không, mình đi lợi người ta cho phiếu trơn rồi. Dạ. Người ta phát bằng phiếu không à, còn mình dưới ghe mình lên cái là trên bờ người ta phát hết trơn rồi. Đâu có còn phiếu đâu mà để mình xin. À, con muốn hỏi cô à, con muốn hỏi cô. À, cô ơi, mình năm nay coi như là lục tuần rồi. Dạ. Thì thấy người ta có nhà cửa đàng hoàng, có nơi sinh hoạt ổn định, có con cái nữa đàng hoàng, với cái tuổi của mình vẫn còn lên đên, và thậm chí cô có nói với con á, sau này không biết chết chắc xuống sông chết luôn chứ biết sao giờ. Thì cô nói như vậy thì trong lòng của cô gắt tuổi, cô có thể chia sẻ hết nỗi lòng của cô cho tụi con biết được không? Chia sẻ thì chia sẻ với chú thì được, mà cũng hỏi chú như giờ
mình ước mơ mình ở trên bờ. Có đủ ước mơ chứ tôi cho tôi chết mẹ tôi đi chú. Ôi trời hết rồi. Trời ơi thằng nhỏ tôi nói nãy giờ. Dưới sự nguy hiểm của cái con sông này nó gần gặp lắm, tại vì nước lên nước xuống nó cũng khá là sâu. Dạ. Mà các đứa bé nhỏ như thế này nè, đi hồi nãy là cây cầu này nè nó bị trật so với cái chiếc ghe kia. Rất nguy hiểm á. Bé mẹ nó còn té nè. Đây đây bà Năm nè. Như vậy thì đứa bé này chắc đâu có biết lỗi hả cô? Dạ, mới có 2 tuổi à. Con của em gái tên Hương nè. Tí xíu nữa thì sẽ ổn dẫn Hương sao ha. Như giờ tôi nói thì cái chú ước mơ mình ở trên bờ được mừng lắm chú. Như mà mình có lỡ mà bệnh hoạn hay chết chóc gì mình cũng có cái chỗ cái nơi mình đi cũng được. Ở sông suối thì cũng đâu có đi đâu được đâu chú. Mà cũng không dám ước mơ nữa chú. Xa giờ quá chú không dám. Giờ ước mơ có miếng đất nào mà gần gũ không vô chồng cài bùa cho chống cho cắt cái nhà sàn lên gom lên ở. Xong chứ ham thì bây giờ không có gì đâu biết sao giờ nói. Con cái mình thì nó cũng nghèo chứ phải khi nó có tiền bạc nó cũng giúp cho cha mẹ giờ nó làm cũng đâu có được. Nhìn bằng tay giàu nghèo biết mặn luôn được cho tôi sủi chân nó sức mặn luôn cực gì quá trời cực nữa nè. Nếu sao con người mình cực còn ta sung sướng nó chứ khổ chú kể ra chừng nào tôi khổ tôi không dám nói. Lúc nào mà cô cảm thấy hụt hẫng nhất? Hoài vậy chú, từ trên biên về tới đây tới giờ cũng vậy chú, không có khi nào nói để mà nó thoải mái mà đi vui trong dạ gì đâu chú. Tôi nói chú mười mấy năm nay mà chờ chú hỏi chỗ khác là tôi không biết rồi. Ở vòng vòng đây chứ không có đi đâu. Nào em chỗ bước lên đi đâu đâu té xong bây giờ bước lên ra bà cầu luôn đây. 60 tuổi rồi cũng đâu biết niềm vui gì đâu anh à. Vui gì đâu. Không có vui được ngày nào hết trơn chứ. Bà không có niềm vui đâu. Niềm khổ rồi nhiều. Có cầu đâu vậy? Còn cô bên đây nè, lúc trước là con nhớ cô nuôi một đứa bé bị bệnh là cháu. Bị bệnh ngay chỗ cổ à. Nó mơ. Mỗi lần uống sữa thấy cực lắm. Mua thuốc cho nó uống nữa chú ơi, nó đau hoài, nó đau. Nó ể mình là cần cổ nó chảy nước chứ nó ngứa, lỡ. Các cô ở đây với các chú ở đây á, ngoài cái việc khó khăn là không có nhà ở, không có việc làm, thì hiện nay cái làn sóng thất nghiệp á, nó lại ở Sài Gòn này nó nhiều lắm. Sao? Các công ty sa thải các công nhân á nhiều lắm, và sự kiếm việc làm khó khăn thì hết khó khăn này là chồng chắc khó khăn hết tiếp theo. Đó là nỗi ám ảnh của các cô chú, nhắc tới là muốn khóc à. Ngày hôm nay cô ăn cơm gì á? Có gì ăn hả? Tôi nhiều khi tối ngày chú ơi, tôi cắt dao đồ này kia nữa tôi đi, tôi không có ăn gì cũng có đi chú ơi. Một ngày người ăn con cử cơm mà 6-7 giờ tối đói ăn chán cơm là rồi ngủ rồi đó. Ngày bằng suốt. Ở đây là không có sợ chết. Nó nặng chú luôn á, không có sợ chết. Sao vậy? Hả? Bữa chứ chú nghĩ đi bệnh trong mình cũng phải đi làm đi cài đi bừa này nọ đi mẹ đâu muốn rồi giúp đây lên bờ tôi còn không mấy thì tại tôi bị chứ đâu có được nằm là gì đâu tối ngày không có được nằm mà cho được nửa tiếng hồ 10 phút tôi cũng ngầu suốt cái gan cái máy nói mình nghĩ gan máy để chạy chừng nào hết xăng này nó ngừng lại chút gì thôi có xăng chạy tiếp nghĩ là vậy thôi chứ không có giờ giấc nào mà để cái tay mà nằm ngủ được cho 5-10 phút. Ở trên đó con thấy có một cái nhà rất là tạm bợ, thì có một cái anh đó anh nằm võng. Ông 60 mấy tuổi rồi đó. Ở chú 60 mấy tuổi hả? Dạ. Đang bị tai biến hả? Dạ. Chú đó sống với ai? Ông Tư á, ông Tư rồi là ông ở nhà này nè chú, sống với vợ mà nó đi chưa khám bệnh nè. Là chắc ở trên đó sống ở trên đó luôn. Này nè cái bè của nó nè. À, sống ở đây chắc lên đó để nghỉ mát thôi. Bên chú cho mua trà cắt cho nó. Tối đầu chia ra ngủ trên đó tại vì cũng đông á anh. Ừ. Ở đây nhiều người lắm cái tối là chia ra chỗ nào ngủ được thì ngủ. Có cái ghe cô Tư nè chia cái trên giường này nhường cho mấy đứa nhỏ ngủ. Ừ. Còn người lớn là ngủ dạ. Dưới đây. Ghe cô Tư nè, ghe này nè. Chìm mấy lần. Chiếc ghe này chìm mấy lần rồi dạ, hả? Dạ. Chìm nửa đêm chú ơi, bà hai cha con của con bé 2 tuổi ngủ nửa đêm chìm buổi tối không ạ? Bà mua ghe bà ở. Lúc em về đây tới giờ là chìm 2 lần là chìm buổi tối không? Rồi để hộ. Đó là anh này chú này đang bị tai biến và phải ăn cơm ở trên này nè, nó cắt nên lên nơi này nè.
những cái cây tầm dông có hai cái chiếc võng rồi. Dạ. Ồ trời ơi. Dạ ghê quá. Bà cụ này không thấy đường đi nữa nè cô bác anh chị. Dạ thôi để cho bà nghỉ đi. Dạ. Bà mệt bà nằm đi. Ôi trời ơi trời. Thôi sợ quá. Bước ngay giữa là được. Dạ. Bà năm nay là 90 rồi hả? Bước giữa là được. Lật không? Đây nè bước. Bước ngay giữa. Dạ. Ây dạ. À, thông tin với cô bác quý anh chị là em Phong hiện nay đang tìm mua mấy chiếc ghe cho hai hộ gia đình. Tại vì có hai chiếc ghe nghe nói là bị chìm đúng không? Đúng không anh? Hai chiếc ghe đặng. Và việc mua ghe rất là khó khăn. Và không biết là mua ở đâu. Nhưng mà hiện nay mua ghe giá tiền cũng khá là cao. Và mấy anh em cũng khá là đau đầu. Và hai anh em cũng đang tìm mua hai cái chiếc ghe. Và cô bác quý anh chị nào có biết chỗ nào mà bán những cái chiếc ghe mà nó có thể sinh sống được như thế này á, thì có thể liên hệ với Bùi Hồ qua số điện thoại là 0945 444 151. Tại vì bây giờ tìm ghe mà vận chuyển lên Sài Gòn này là một vấn đề khá là nan giải luôn á. Thì rất mong cô bác quý anh chị có ủng hộ á, thì có thể liên hệ với Bùi Hồ để mà biết mua chiếc ghe cho nó giá cho các bà các cô đây sinh sống cho nó ổn định hơn tí xíu. Dù gì thì các bà sống ở dưới ghe quen rồi, không có lên trên bờ được. Dạ. Dạ. Bà năm nay 90 rồi hả? Dạ. Mắt bà không thấy đường nữa. Có một cái chiếc ghế bố nè. Hôm ngày thì em Phong đã hỗ trợ về vấn đề mà gạo với sữa cũng khá là đường, gạo với lại mì cũng khá là nhiều luôn. Nên là nữ là trao những cái phần hiền kim tiền là những điều gì đó rất là cần thiết cho cái cuộc sống ngay tại cô chú ở xứ Việt Kiều này. Thôi bà nghỉ ngơi đi. Dạ, ngày lát nữa con có phát quà đó thì có mấy anh nè, nhận thay gửi cho bà ha. Bà đuôi bà mới thấy đường nữa. Dạ, có gì nhận giùm bà ha. Bà giải cho các con cháu hết trơn, tất cả hết nha con. Dạ. Trước nữa, thật như Chúa thấy không? Dạ. Độ các con dồi dào sức khỏe, ví dầu một ít đi nữa, bao nhiêu nữa, một cái đó một cái đức con à. Dạ. Như bà năm nay đó, thì bà nói thiệt với con, bà cũng làm bước đó mà mới còn sống gì đó con à. Dạ. Nói cho con thương đi, thì cắt luôn mướn. Rồi đem về phơi ha, còn ổng còn sống. Đem về phơi rồi ai có đi qua đi lại xây lúa rồi xây gạo rồi ai đi qua đi lại đi mần mướn cho chục 20 kg ha. Dạ. Mô là bà mần mướn không còn. Đâu cho bà về nhà để lại cho bà nghèo ở khổ lắm con bà nào. Tại vì khi bà không có tiền mỗi tốt uống để mà không có đi được không thấy được đi con ơi. Dạ. Rồi con chào bà ha. À, thưa với cô bác quý anh chị, đây là các phần quà được cô Diệu Tiền và chú Thiện Minh ở Sài Gòn gửi ủng hộ. Thì tổng cộng số tiền là 13 triệu đồng cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ mua những cái nhu yếu phẩm như là đường nè, bột ngọt, nước tương, dầu ăn, muối. Phát ở đây có 8 hộ thì phát cho 8 hộ, riêng 5 hộ thì có bé thì sẽ nhận được sữa luôn ha. Thì Bùi Hồ cũng mới vừa mua xong cái phần tiền. Đây là nước mắm là 23.000 một chai, dầu, đường, bột ngọt, nước tương tổng cộng là 118.000 một hộ, nhân cho 8 hộ là 944.000, cộng thêm là 320.000 đồng mỗi một lốc sữa, 5 hộ là 1.600.000, tổng cộng là 2.544.000. Thưa với cô chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền á, thì ở đây những cái hộ cô chú ở đây có gạo rồi, có mì rồi, mà gạo để ở đây ở dưới này nhiều á thì nước nó bốc lên nó sẽ có mùi ẩm mốc á, nên sử dụng lâu không có được. Ngày hôm nay thì con sẽ thay mặt thứ nhất á là sẽ trao những cái vật phẩm như thế này để sinh hoạt trong gia đình, thứ hai là trao tiền thay mặt cho gia đình. Thì cũng thay mặt các cô chú anh chị sống Việt Kiều ở đây á, chân thành cảm ơn chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền rất là nhiều ha. Bây giờ đi qua đây
Tổng cộng cái số tiền mua ấy, cô bác anh chị là 2.544.000. Rồi bỏ đây. Tí xíu cộng lại. Thì ở đây 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 đây. Bé Thắm đâu? Thắm anh đứng ở dưới đây. Dạ. Anh đứng dưới này ha. Anh một ông. Rồi bé nào bé Thắm? Em lên tàu đi. Con. Em lên tàu. Em lên đây tàu là có đi. 8 hộ ha. Ngày hôm nay là mình có đi làm, có những hộ là đi làm nữa đúng không? Con. Dạ. Thì trước tiên á là con sẽ thay mặt cho cô chú gửi cho mỗi một hộ là gồm có nước tương, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt với lại đường hay là nhu yếu phẩm. À con gửi cô. Đây. Đây gửi. Đây con gửi cô. Chia giùm con ha. Tại dạ, mấy cái chiếc ghe này di chuyển khó quá. Dạ. Để đây đi 8 hộ là 8. Chia hết trơn rồi chú. Dạ 8 hộ là chia nhau giùm con dạ, ha. Dạ dạ. Đã đủ 8 phần hết á. Dạ. Còn đây là phần sữa. Sữa này là em hộ nào có 5 hộ có em bé đúng không? Thì chia ra mỗi một hộ là một thùng dùm con. Dạ. Nha. Ở đây 5 hộ thì được 5 thùng á cô bác anh chị. Sữa này là sữa sữa bạch, sữa Vinamilk. Đó, thì chia ra dùm con với. Dạ dạ. Rồi lát nữa phát phân phát ra cho di chuyển. Và dạ, con đi dạ, này nào chứ. Để đây đi, người ta phát có em bé chia cho em bé uống. À, là 2.544.000 thì 13 triệu thì còn lại là 10.456.000 thì coi như là 10.500.000 vừa hồi sẽ đắp vô chút định để phụ hợp thêm. Thì chia ra mỗi một hộ như vậy là thì có một bé là bé Thắm là đang đi học rồi đúng không? Chú Thiện Minh với cô Diệu Tiền gửi cho con. Cảm ơn chú. Chú là chú gì? Chú Minh, cô Diệu Tiền. À gửi tiền con đi học, cố gắng học giỏi nha. À, con như tuổi rồi. Như tuổi rồi. 7 tuổi học lớp mấy rồi? 7 tuổi rồi. Học lớp 2, cô tên gì? Cô... Hả? Ăn nhiều. Hả? Cô tên gì? Cô ở trong lớp là tên gì? Cô Nhi. Cô Nhi hả? Cô Sơn Nhi, kêu bằng Sơn. Tại vì học trường Sơn á. Ừ. Học trường ở nhà thờ. Chú thì mình là cô Diệu Tiền. Cảm ơn. Tay lận. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Chú kia tay dòm trong lận. Chú Thiện Minh. Chú Thiện Minh. Phanh tay lận. Nói đàng hoàng phanh tay lận con. Cảm ơn chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền giúp đỡ cho con tiền đi học. Chúc chào. Cảm ơn chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền. Rồi chúc chào. Cô chú. Chúc cô Tú sức khỏe. Ai giỏi quá. Giỏi quá. Thì cho bé 1 triệu. Thì còn lại thì mỗi một hộ được còn lại thì chia thì được một hộ là còn lại 9.500.000. Thì ở đây có 8 hộ, chia mỗi một hộ thì được 1.200.000 là được 9.600.000. Thì bùi hộ tiếp tục bù thêm 100.000 để cho đủ luôn ha. Đây, nhận ai có mặt thì nhận giùm con mỗi hộ là gồm có gửi cho các bé tiền nội luôn là 1.200.000. Là cô đúng không? Đâu nữa, anh đúng không? Em anh đúng không? Dạ. Chú ngoại là 3 hộ nè. Dạ. Em nữa đúng không? Ba đây ba đi làm rồi đúng không? Dạ. Đây. 4 hộ, còn ai nữa? Em nữa hả? Rồi. Rồi có san sẻ gì lại thêm? À 5 hộ. Với lại còn mấy gia đình kia, mấy người đó đi làm anh. À. Anh gửi ở đây rồi về anh gửi lại giùm. Rồi ok. Trả cho em luôn hay sao? Dạ. Gửi cho em này coi ha. Dạ dạ. 6 hộ. 7 hộ. 8 hộ. Dạ, những hộ không có mặt là em xin phép nhận giùm nha. Chờ các cô chú về mấy anh chị về em sẽ gửi lại ạ. Cảm ơn cô chú. Cô chú mạnh thường quân giúp đỡ được cho gì rất cảm ơn. Chú Văn Hữu Tinh. Chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền. Chú Thiện Minh để với cô gì? Cô Diệu Tiền ở Sài Gòn. Tiền ạ. Cảm ơn chú Diệu Minh với cô Diệu Tiền cho giúp đỡ được gì tôi cũng rất là cảm ơn. Chúc cô chú đã giúp đỡ gia đình gia đình con. Dạ con phát bao nhiêu đó đi rồi mai mốt tính tiếp sữa. Con đã có thùng sẵn rồi nè. Nhỏ mới. Dạ. Cảm ơn cứ chú sữa ấy đi rồi con sẽ chú phụ hồ rất là nhiều với mấy chú này không biết. Cái Út Đồng Tháp đây là 1 đồng. Dạ, cảm ơn hết trơn luôn các chú giúp đỡ được gì. Cảm ơn chú lắm rồi nha. Cảm ơn chú. Dạ. Cô Diệu Tiền hả chú phụ hồ chú Thiện Minh với cô Diệu Tiền à. Chú Thiện Minh. Thiện Minh chú Thiện Minh. Dạ cô Diệu Tiền. Cô Diệu Tiền cũng chúc cho cô chú dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài phát đạt lắm lên đây mà
làm phước đời mà cho những người nghèo khổ, chúc cô chú mằng ăn cho có tiền có bạc chẳng đặng mà hỗ trợ cho những người nghèo khổ thôi. Chúc chú Bùi Hồ với mấy chú luôn cũng nhiều sức khỏe luôn, sống lâu trăm tuổi. Dạ, dạ con dạ. Cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Sức khỏe là vàng cũng không đổi được nữa, chú Bùi Hồ ơi. Dạ. Cho gì cũng nhà. À, con cũng thay mặt cho cô chú Thiện Minh, chú Thiện Minh cô dựa tiền để lời chúc sức khỏe đến các cô. À, các cô luôn giữ gìn sức khỏe ha. Làm lao động thì lao động nhưng mà phải cố gắng giữ gìn sức khỏe cho mình. Dạ. Trước đây thì Bùi Hồ cũng có chia sẻ với cô nhưng mà có dự định là muốn đưa các cô chú về lại ở miền Tây á, để sinh sống, có rau ăn rau, có cháu ăn cháu. Dù sao thì cuộc sống ở dưới quê á, nó cũng đỡ hơn. À, trên rau dưới cá thì mình bắt con cá dưới sông, mình hái cọng rau nó cũng dễ, còn để kiếm rau khó lắm. Mà cô chú thì tư duy sống ở đây lâu rồi, mà muốn thay đổi cô chú là một điều gì đó gần như là bất khả luôn. Cô chú á, có để về miền Tây để coi cuộc sống của nó có nó phù hợp với mình không ha? Dạ, cũng đi về chú ơi, chú ở đây cũng có mặn gì đâu chú ơi, dưới sống dưới sông này. Còn chỗ nơi ở rồi cũng mừng. Dạ, cái này là sử dụng đây rồi mai mốt có gì con xuống hỗ trợ thêm. Dạ. Thì tương như thế này. Thì nên cảm nhận là em vẫn còn có cơ hội để mà đi học nghề để thay đổi được cái bản thân của mình. Dạ. Thì cái số tiền mà anh gửi cho em, thay mặt quý mạnh muốn gửi cho em á. Dạ. Cố gắng giữ ở đó. Dạ. Nha. Và khi mà anh hỏi được cái việc mà học nghề cho em á thì em cố gắng đi học rồi gửi con mình để mà là tìm cái công việc ổn định hơn chút xíu. Dạ. Ha. Và tụi anh thì sẽ tin tưởng và mạnh thường quân sẽ tin tưởng thì sẽ làm được điều đó ha. À, cũng nghe nói là còn có 100,000 á. Thấy anh hoạt động thấy sao? 120 mới lãnh lương. Các cô chú thì cứ coi giữ gìn sức khỏe. Dạ, lắm chú ơi. 3 năm rồi giờ chú Hồ mới trở ra đây ghé thăm. 3 năm mới trở. Chứ đâu phải mừng quá. Nãy nghe nói là bỡ nhớ nhớ. Lâu lần có chú không bụi xuống là có chú Hồ Hồ, hồ, hồ xuống rồi. Hồ vậy đó. Còn mấy chú đi luôn rồi. Chứ con Hồ Hồ cũng được nữa. Tôi dạch điện thoại tôi coi hoài gì. Dạch điện thoại coi hoài. Coi hai chú không mấy ngày trước con hỏi chú không. Chú Hồ cái này có khỏe không chú không? Người chú không đó khỏe. Mà đi chỗ khác chứ không có là con chung. Dạo này ở miền Tây nhiều hơn dạ. Ở Sài Gòn này. Chẳng nắng quá trời bữa đen rồi dạ. Mấy chú đen quá đen rồi. Chúc cho mấy chú mạnh khỏe mà ăn phát tài phát đạt. Chúc vài tấm số xuống đây cho mẹ miếng đất vừa lên bờ gạn hết. Ở đây thì đất khó lắm, đất mua khó. Dưới quê cũng được nói chú. Cô chú cứ tranh thủ về quê mình ở trọ đi, mình làm ăn. Có thể là mình cho con gái mình ở được đi học hành. Ở trên đây làm ăn bây giờ kiếm đồng tiền nó khó lắm. Ông tay chân cái này còn hơn người ta đi móc lúa cắt lúa. Châu Phi. Đó. Hồ Châu Phi. Có gì đâu bụng chia trắng tư người ta dân nắng quá đen đó chứ. Tặng gì đóng đen cho được. Rồi giờ xuống đây rồi đi về đâu nữa chú Hồ với mấy chú? Dạ, về lại miền Tây. Coi là tay chú Bùi Hồ nè thấy không? Vì đen đen còn đẹp bên tay mình, coi là mặn thấy sợ không? Bằng tay nhìn tay cô nào cô nấy cằn cỗi hết trơn. Dạ, sợ luôn, coi là cô bác mà nhìn đi thấy mà có u nằng hết à, u nằng ngay chỗ cái này nè. Là tay lao động nhiều lắm. Lao động. Nghe này không? Đi ăn gái. Mình thôi giờ đây. Lại đây dân nắng để mình nói gì nói cho vui tại vì cũng cô chú ở đây sống ở dưới này á cũng ít tiếp xúc với lại người ngoài lắm nên mình ngồi mình chia sẻ những cái câu chuyện như thế này để cô không có bệnh hoạn gì dạ. Dân nắng tốt ra đường ta khen dạ. Con đen quá à. Đen gì chứ mạnh khỏe được trắng ta trắng anh còn đồng anh đen như con ta đi ra đường tưởng đâu hai anh em không à dạ. Mấy người đen mấy người mới mạnh á mấy người mà trắng trắng ưa bệnh lắm đây chú dân nắng đồ gì nè đó rồi chú lấy mít cái này không cày cày nè thấy không dạ đó, chắc thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe nha hôm dạ. Nào con quay trở lại dạ. Nhớ Phong, chú dữ lắm Phong cũng đang tìm dạ. Cái chiếc ghe mua cho cô nào với hai cô á dạ, thì con này. Sẽ quay trở lại đây mua cho cô Năm với bà dạ mua hai chiếc ghe nhưng mà đang rất là khó thì cô bác anh chị biết á thì có thể liên hệ với số điện thoại Bùi Hồ qua 0945444151 để tranh thủ mua chiếc ghe chứ mấy chiếc ghe dưới này là nó một hết á anh đồng lột da cho người đó ghe có cô tư một cái trơn nè nó một cái trơn rồi chú ơi nước vô nó chú lấy ông đó nó chảy cầm chỉnh luôn sợ không chết luôn ai thôi không biết nói gì hả cũng mới từ Thái Lan về chạy qua ghé qua đây luôn đó ghé qua liền chỗ kịp
chứ hoàn cảnh cũng rất là khó khăn nên mình cũng thấy mình đi chơi mình cũng sốt ruột. Có cụ sốt ruột để về đây. Đâu mà ba chú không ai đậu nón hết trơn trời. Anh còn bên Thái Lan mới về tới luôn á. Gì hả? Dạ. Thái Lan đã quá không? Đồ bên Thái gì ăn. Biết sao đâu nào giờ lên đây mười mấy năm nay ở đây không có cái đường nào. Thôi. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với Bùi Hồ cũng như Út Đồng Tháp và anh Mộc Đồng. Cũng chẳng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã gửi những cái phần quà hiện kim. Ngày hôm nay thì cũng thay mặt cho các 8 cô 8 hộ của cô chú anh chị là Việt Kiều Campuchia hồi hương. Cảm ơn chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền đã hỗ trợ những cái phần quà và những cái phần thùng sữa rồi hiện kim như thế này. Cảm ơn chị Linda Trần ở Mỹ. Cảm ơn chú Trung Chi Lê ở Úc đã hỗ trợ những cái phần quà cho em Hương có những khoản kinh phí để cố gắng có một cái động lực để nuôi con mình cũng như là tìm việc làm trong thời gian tiếp theo. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng sẽ chia sẻ rất nhiều thêm về cái câu chuyện của em Hương để mà đi tìm việc làm cho em cũng như những hoàn cảnh khó khăn khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý chị ở video tiếp sau. Cô bác Mạnh Thường Quân người dạ. Mẹ tay rồi đây. Cô ai chân nhìn nãy bữa tôi thấy quen quen.